Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Bất chấp vi phạm lệnh cấm vận của Mỹ, Việt Nam vẫn phớt lờ việc các công ty nội địa làm ăn với Triều Tiên. Ngày 13 tháng 11, AFA tiếng Việt đăng bài bình luận: Việt Nam tìm kiếm lợi ích gì khi duy trì làm ăn với Bắc Hàn? Theo đó, AFA cho hay, cơ quan quản lý tài sản nước ngoài thuộc Bộ Tài chính Mỹ ra thông báo hôm 17 tháng 10 cho biết, công ty trách nhiệm hữu hạn nước giải khát Việt Nam đã trả khoản tiền phạt 860.000 USD trách nhiệm dân sự thay cho một công ty con của mình vì vi phạm lệnh cấm vận của Mỹ với Bắc Triều Tiên. Hình ảnh bài trên AFA. Theo thông báo nói trên, từ năm 2016 đến năm 2018, một số công ty con của công ty trách nhiệm hữu hạn nước giải khát Việt Nam đã bán đồ uống có cồn cho Bắc Triều Tiên, nhận về khoảng 1.141.547 đô la. Theo AFA, năm 2017, công ty Thái Lan là Thái Bev mua lại công ty Sabeco, tổng công ty cổ phần bia rượu nước giải khát Sài Gòn, thông qua công ty trách nhiệm hữu hạn nước giải khát Việt Nam. Năm 2019, dàn lãnh đạo mới của công ty trách nhiệm hữu hạn nước giải khát Việt Nam đã phát hiện ra các giao dịch nói trên với Bắc Triều Tiên. Họ chủ động thông báo cho chính phủ Hoa Kỳ để xử lý vấn đề và nộp phạt. AFA bình luận, sự kiện này đặt ra nhiều câu hỏi về lợi ích của Việt Nam khi duy trì mối quan hệ với Bắc Triều Tiên. Thương vụ buôn bán đồ uống có cồn của Việt Nam với Bắc Hàn mà chính phủ Mỹ vừa công bố mức phạt hôm 17 tháng 10 chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ trong bức tranh thương mại Việt Nam-Triều Tiên rộng lớn hơn. AFA cũng cho hay, theo công bố của chính phủ Mỹ, công ty con của công ty trách nhiệm hữu hạn nước giải khát Việt Nam đã bán cho Bắc Hàn lượng hàng hóa trị giá hơn 1,1 triệu đô la từ năm 2016 đến năm 2018. Trong khi đó, chỉ tính riêng năm 2017, Việt Nam xuất khẩu sang Bắc Triều Tiên hơn 7,3 triệu đô la. Như vậy, ngoài công ty nước giải khát chủ động báo cáo với chính phủ Mỹ nêu trên, còn nhiều đơn vị khác đang làm ăn với Bắc Triều Tiên nhưng chưa được công bố. Hình ảnh nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Câu chuyện công ty trách nhiệm hữu hạn nước giải khát Việt Nam bị chính phủ Hoa Kỳ bắt nộp phạt vì làm ăn với Bắc Triều Tiên vi phạm lệnh cấm vận Mỹ cho thấy mối quan hệ Việt Nam-Bắc Triều Tiên về mặt thương mại như vậy có nguy cơ gây ra thiệt hại cho chính Việt Nam. Trong khi đó, mặc dù có những tuyên bố về hợp tác quân sự giữa Hà Nội và Bình Nhưỡng, nhà nghiên cứu Hoàng Việt ở Sài Gòn cho rằng chúng ta sẽ không thể biết cụ thể vì những hợp tác này hoàn toàn bí mật. AFA dẫn lời nhà nghiên cứu Hoàng Việt cho rằng không thể tách rời các mối quan hệ làm ăn của Việt Nam với Bắc Triều Tiên ra khỏi các vấn đề chiến lược. Theo ông Hoàng Việt, việc Việt Nam vi phạm lệnh cấm vận của Mỹ trong quan hệ làm ăn với Bắc Triều Tiên không phải là vấn đề với Việt Nam lúc này. Ông nói tiếp, bởi vì lúc này là lúc cả Mỹ và Hàn Quốc đều không muốn có một cuộc chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên. Mỹ, Nhật, Hàn đều rất khó có một kênh nào để đối thoại với Bắc Triều Tiên. Lúc này chỉ có Nga, Trung Quốc, Việt Nam là có thể nói chuyện với Bắc Triều Tiên. Nhưng Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản không thể nhờ cậy Nga và Trung Quốc vì có thể chính Nga và Trung Quốc đứng sau những động thái gây căng thẳng gần đây của Bắc Triều Tiên. Trong bối cảnh đó, Việt Nam đóng vai trò trung gian tuyệt vời. Đó là cách Việt Nam thu nhận được lần này. AFA cho biết có một số nhà nghiên cứu nhấn mạnh đến vai trò của Việt Nam trong việc giải quyết căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Tuy nhiên, AFA cũng dẫn lời ông Vũ Xuân Khang từ Đại học Boston College nhận định theo một góc nhìn khác. Theo đó, lập luận trên mặc dù không sai về lý thuyết nhưng sai về thực tiễn. Việt Nam không có vai trò gì đối với an ninh trên bán đảo Triều Tiên, nên Việt Nam không thể tham gia vào các tiến trình hòa giải như một bên liên quan. Chuyến công du đầu tiên, Lương Cường bị lính Tô Lâm bôi bẩn mặt chủ tịch. Mới đây, hãng truyền thông AP đưa tin một thành viên trong phái đoàn của Chủ tịch nước Việt Nam đến thăm Chile bị cáo buộc lạm dụng tình dục. Người này bị buộc phải rời khỏi Chile và không thể quay lại trong vòng 2 năm. Thông tin này được cơ quan tư pháp Chile cung cấp cho báo chí vào ngày 11 tháng 11. Theo báo chí Chile, người này tên là Lại Đức Tuấn, 59 tuổi, là cảnh vệ trong đoàn. Đây bị xem là một hành động rất đáng xấu hổ, bôi bẩn bộ mặt của Chủ tịch nước Lương Cường.
Tuy hành động của cảnh vệ trong trường hợp này không liên quan gì đến chủ tịch nước, nhưng nó cũng để lại cho bạn bè quốc tế một ấn tượng xấu về đạo đức của quan chức Việt Nam. Hình ảnh hãng tin AP đưa tin bằng tiếng Tây Ban Nha. Thông tin này bị nhà cầm quyền Việt Nam ém nhẹm, mục đích là để giữ bộ mặt cho đảng trước 100 triệu dân. Tuy nhiên, phía Chile thì lại không làm thế. Họ thông báo rộng rãi tin tức này với báo chí thế giới để hàng tỷ người biết rằng bộ mặt của quan chức Việt Nam là thế nào. Được biết, lực lượng cảnh vệ là đơn vị trực thuộc Bộ Công an, có nhiệm vụ bảo vệ các yếu nhân, những người giữ chức vụ cấp cao của đảng và nhà nước, bao gồm những người trong tứ trụ như Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ và các cựu tứ trụ, các ủy viên Bộ Chính trị. Như vậy, ngay trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên, ông Lương Cường đã bị lính của ông Tô Lâm bôi bẩn bộ mặt với một câu chuyện rất đáng xấu hổ, không thể bào chữa được. Bao năm nay, ngành công an vẫn lấy 6 điều Bác Hồ dạy để làm kim chỉ nam. Ông Hồ nói tư cách của người công an cách mệnh là: thứ nhất, đối với mình phải cần kiệm liêm chính. Thứ hai, đối với đồng sự phải thân ái giúp đỡ. Thứ ba, đối với chính phủ phải tuyệt đối trung thành. Thứ tư, đối với nhân dân phải kính trọng lễ phép. Thứ năm, đối với công việc phải tận tụy. Thứ sáu, đối với địch phải cương quyết khôn khéo. Có lẽ vì ông Hồ không dạy công an là không được quấy rối tình dục, nên lính của Tô Lâm cho rằng họ có quyền làm như thế chăng? Thật là mỉa mai cho cái gọi là tư cách của người công an cách mệnh, khi kẻ mệnh danh là lực lượng chấp pháp thì lại phạm pháp. Xét về bản chất của người công an nhân dân, Lại Đức Tuấn không khác so với ông Tô Lâm. Có khác chăng thì là khác về cấp bậc, bởi cả hai đều là người được Đảng Cộng sản Việt Nam trao quyền chấp pháp, nhưng lại ra nước ngoài phạm pháp. Ông Lại Đức Tuấn thì quấy rối tình dục, còn ông Tô Lâm thì bắt cóc người. Vậy nên quy kết hành vi của ông Lại Đức Tuấn thuộc về bản chất cá nhân hay bản chất ngành? Hình ảnh ông Lại Đức Tuấn trên báo Chị Lê. Một điều trớ trêu nữa là vì sao những người này bị nước ngoài quy kết phạm pháp nhưng lại không bị luật pháp Việt Nam kết tội? Thực tế, tại Việt Nam, lực lượng công an đứng trên luật pháp. Mọi hành động của họ được xem là một thứ luật bất thành văn, dân không thể chống lại. Đồng thời, khi công an phạm pháp thì các cơ quan tố tụng khác cũng hùa theo, bên vực công an, thay vì bảo vệ công lý. Cũng một hành vi nhưng ở nơi vô pháp thì bị phớt lờ, còn ở nơi thượng tôn pháp luật lập tức bị xử lý. Người chị Lê chẳng biết ông Lại Đức Tuấn là ai, họ chỉ biết đó là một người Việt Nam, một quan chức Việt Nam. Kẻ phạm pháp bị nhục một thì quốc gia bị nhục gấp hàng trăm hàng ngàn lần. Đây không phải là vấn đề của ngành công an. Chuyện quan chức ngành ngoại giao Việt Nam phạm pháp ở nước ngoài cũng không hiếm. Còn nhớ tháng Giêng năm 2018, báo chí Chile đăng tải hình ảnh chụp cả trăm vây cá mập còn tươi được phơi trên mái nhà của tòa nhà đại sứ quán Việt Nam tại Chile. Đúng lúc, một hội nghị khoa học đang diễn ra tại Nam Mỹ thảo luận về hiểm họa diệt chủng của cá mập. Không hiểu quan chức cộng sản đi nước ngoài đã làm gì để rạng danh đất nước hay chưa? Sao họ cứ bôi bẩn bộ mặt nhà nước như thế? Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo chấm D với bản tin chuyến công du đầu tiên, Lương Cường bị lính Tô Lâm bôi bẩn mặt chủ tịch. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết, cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo chấm D để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất.